hello cả nhà. Nè chơi rồi hello đi. Hello cả nhà đi. Hello cả nhà. Hello chè. Hello chè. Bây giờ Cheryl sẽ đi chơi trò chơi Chick a Chi. Hello cả nhà. Mì giỏi rồi. Giờ cả nhà cùng nhờ Cheryl đi chơi nha. Đi xe nha. Đi đi Cheryl, đi 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 đi. Đi lại giờ mấy người đó là người ta đi về lại khu trong đó. Đi qua kia chơi kìa. Đi đi, đi dẫn qua kia đi. Sorry.
đi ra đi nắng kìa, đi nắng kìa. Đi lại đi đi đi.
đi nha. Đi nè. Khóc lại đi chơi đi. Tại vì chưa biết chơi mấy trò kia. Chơi sao?
chơi hả? Dạ. Yeah. Không, ở dưới á. Để vô thôi. Để lên trên á. Mình sắp cho được rồi. Có nhét. Có được rồi đó. Ở đây nhưng mà ẩm luôn. Có cái này có gà luôn ha. Đọc gà đi, đọc gà đi. Thank you.
Để xin chứ. Để xin chứ bạn. Về lại gấp mặt đi. Mom. Đi mệt thôi chứ nãy giờ đâu chơi nhiều đâu. Yeah.
Đây chơi nè, không có cái chỗ để không có. Chỗ đây kìa. Rồi, vậy rồi bị chôm với banh rồi đó. Bà đâu cũng phải dữ ạ.
Nhưng mà chi cho anh phải bỏ thêm là giống như đồ ăn vô.
hay là cái thôi, còn kia đó từng loại. Như này ăn xong nhé, cái chi mấy cái đó là hậu cải nấm là kia đó không? Hậu cải nấm là kia đó không? Ok, bây giờ là vậy, gia đình chia đồ đi chơi xong rồi, bây giờ đi về đây, chào cả nhà. Bye bye. Ôi, đang ăn kìa. Đói bụng hả? Đói. Bye cả nhà.